Kính thưa quý vị, dư luận trên các trang mạng xã hội hiện đang bàn tán xôn xao trước vụ việc một người đàn ông ở thành phố Hải Dương bước ra sân nhà phát hiện một bao thuốc lá có gắn tờ tiền mệnh giá là 20.000 đồng. Tình huống tiếp theo khiến nhiều người kinh hãi khi bao thuốc này bất ngờ phát nổ. Toàn bộ diễn biến của vụ việc đã được camera ghi hình lại. Mời quý vị cùng theo dõi. Này, mọi người cảnh giác nhá. Đây này, quá không biết là có cái người nào vất vào nhà bác Vinh liệt đấy nhá. Đây có tờ 2 tờ 40.000. Xong cả kèm theo cả thuốc nổ vất vào đây. Làm mà bác ấy cầm vèo nổ xé cả bàn tay ra. Không vào mặt chứ vào mặt thế này nó mất tay này. Máu này. Vụ việc xảy ra tại thôn Đan Điền, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Dương. Người đàn ông tên Vinh đang quét dọn thì phát hiện bao thuốc lá kẹp hai tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng nằm trong sân nhà. Ông nhặt lên, rút tờ tiền ra thì bao thuốc lá bất ngờ phát nổ. Nạn nhân bị thương khá nặng ở bàn tay đã được đưa đi cấp cứu. Công an địa phương vào cuộc điều tra, thu giữ một bao thuốc lá có gắn một quả pin nhỏ bị nát đầu và tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng. Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định. Tiếp tục chuyên mục camera nóng ngày hôm nay là một tình huống đáng khen ngợi của một em học sinh được ghi lại trên đoạn đường Cách mạng tháng 8, quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Theo đó, trong lúc băng qua đường, được tài xế xe có gắn camera hành trình dừng lại nhường đường cho người đi bộ, em đã khoanh tay cúi đầu đáp trả như một lời cảm ơn. Cô bé đi bộ được nửa đường và dừng lại định chờ ô tô đi qua. Thế nhưng khi nhận thấy tài xế dừng xe nhường đường, cô bé đã có hành động gây ngạc nhiên, khoanh tay cúi đầu cảm ơn tài xế. Cảm thấy ấm lòng vì cách hành xử của cậu bé, tài xế đã đăng tải đoạn clip kèm lời chia sẻ: văn hóa giao thông Nhật Bản đã xuất hiện tại Việt Nam. Ngay sau đó, hành động của cậu bé và cả người tài xế đều được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi. Được biết em học sinh qua đường có hành động lễ phép cúi đầu chào bác tài xế đã nhường đường là em Lê Thanh Huy, học lớp 4 năm, trường tiểu học Cái Khế 2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Ngay sau khi sự việc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, em đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cái Khế, quận Ninh Kiều trao tặng giấy khen để động viên, tuyên dương khích lệ tinh thần. Vấn nạn trộm cắp xe máy vẫn luôn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những điểm nóng về tình trạng này. Với lưu lượng phương tiện đông, người dân chỉ cần chủ quan, tài sản đã bị đánh cắp. Như vụ việc vừa được camera nóng ghi nhận tại phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức ngay sau đây là một minh chứng. Đối tượng đã khoác lên mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo, đánh lừa sự chú ý của mọi người để tiện bề ra tay. Mời quý vị cùng theo dõi. Như quý vị đang theo dõi trên màn hình, tại khu vực này đang đậu nhiều xe máy nhưng không có người trông coi. Từ xa, một nam thanh niên ăn mặc bảnh bao, quần jean, áo sơ mi, mang giày thể thao, còn đeo ba lô, đội sẵn nón bảo hiểm như thể đi vào lấy xe của chính mình. Hắn bình thản ngồi xuống dùng thủ thuật bẻ khóa chiếc xe Exciter 150, biển kiểm soát 59S2-52766 rồi tẩu thoát gọn gàng sau đó. Việc điều khiển các phương tiện xe cơ giới, đặc biệt là xe có kéo theo rơ móc, đòi hỏi người tài xế phải có kinh nghiệm, tập trung, làm chủ được tay lái. Bởi chỉ cần một chút bất cẩn, không những sẽ gây nguy hiểm cho chính mình, mà còn rất nhiều phương tiện xung quanh bị vạ lây do kích thước khủng mà phương tiện này sở hữu. Đúng như những gì mà Hải Vân vừa mới chia sẻ, mới đây tại ngã tư Metro, quận Hồng Bàng, Hải Phòng đã xảy ra cảnh tượng kinh hoàng. Vì vào cua gấp, một chiếc xe container đã kéo theo rơ móc, lật nhào ra đường. Sau đây là camera ghi lại diễn biến vụ việc. Thông tin ban đầu, chiếc xe container mang biển kiểm soát 15C-15672, kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát 15R-08417, lưu thông trên đại lộ Tôn Đức Thắng, hướng cầu Cái Tắc đi ngã ba Sở Dầu. Khi tới ngã tư Metro thì tài xế điều khiển xe ôm cua rẽ trái đi Hà Nội. Quá trình ôm cua khiến rơ móc phía sau bị mất thăng bằng rồi lật nghiêng xuống đường, rơi hẳn khỏi phần đầu kéo. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn hàng giờ đồng hồ.